Thành Vân đưa con gái Mai Phương đi tiêm phòng, thương La Vi như máu mũ. Chiều nay trên trang cá nhân của mình, Ốc Thành Vân đã đăng tải video sang thăm nhà của cha con bé La Vi. Cô hết sức xúc động khi gặp lại người bạn Phùng Ngọc Huy sau 3 năm. Tại đây, cô và Phùng Ngọc Huy ôm lại nhiều kỷ niệm xưa khi Huy còn ở Việt Nam. Cô cho biết sau nhiều năm không gặp, Phùng Ngọc Huy đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt đã có dấu hiệu của thời gian. Ốc Thành Vân cho biết cô rất mừng khi Phùng Ngọc Huy đã về Việt Nam gặp lại con gái La Vi sau nhiều năm xa cách. Cô cũng hy vọng anh sớm đưa con gái sang Mỹ để cha con cùng ổn định cuộc sống. La Vi cũng nhớ nhất và yêu thương ba Huy dù ít được gặp. Nhưng có một mối liên hệ thiên liêng nào đó đã gắn kết tình cảm cha con giữa họ. Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Huy cũng gửi lời cảm ơn đến Ốc Thành Vân thời gian qua đã chăm sóc cho con gái của anh. Điều đó khiến anh rất xúc động được biết ốc thanh vân từng thay mai phương làm người mẹ thứ hai của bé xem la vi như con ruột trong gia đình và rất yêu thương kể từ khi cố diễn viên mai phương qua đời khán giả ai cũng biết diễn viên ốc thanh vân luôn đóng vai trò như người mẹ thứ hai theo sát và chăm sóc la vi chẳng khác nào con ruột tuy nhiên đến mới đây khi nhìn thấy hình ảnh ốc thanh vân đưa cả la vi đi tiêm ngừa cùng các con thì ai cũng không khỏi xúc động vì sự chu đáo của các mẹ mà nhờ có những người mang lại tấm lòng yêu thương như vậy mới biết trên đời còn rất nhiều loại tình cảm rất đáng trân quý giữa con người không cùng chung máu mũ ruột trà trên trang cá nhân ốc thanh vân đăng tải loạt hình ảnh đưa ba nhóc tỳ nhà mình đến bệnh viện tiêm ngừa định kỳ tuy nhiên bên cạnh ba bé coca cola cacao, ốc thanh vân còn dẫn theo cả bé la vi đi chích ngừa khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ và cảm động Dẫu biết xưa này, nữ diễn viên thường xuyên đón là vì sang nhà chơi cùng các con, mua sắm quần áo, kể cả đi sự kiện cũng đưa theo, nhưng không ngờ cô lại chu đáo đến mức lo cho La vì về thể chất sức khỏe như vậy. Nhìn những video ốc Thanh Vân làm cho con gái của Mai Phương đã không còn là tình cảm của một người thân quen, mà chính là tình cảm ruột thịt thật sự. Sau khi những chia sẻ hình ảnh này, Ốc Thanh Vân nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi và cảm phục về tấm lòng của mình. Nhiều người còn đùa rằng nữ diễn viên quá giàu vì có đến 4 viên kim cương quý giá. Có lẽ hiện tại đối với bé La Vi như vậy là quá đủ vì có nhiều người yêu thương. Chỉ mong diễn viên Phùng Ngọc Huy sớm có thể về nước để đoàn tụ cùng cô bé vẹn tròn. Úc Thành Vân đưa con gái Mai Phương đi tiêm phòng, thương La Vi như máu mũ.